Sách sáng thế kỷ trường 43 Cuộc hành trình thứ nhì xuống Ai Cập Nạn đói còn trầm trọng Khi đã ăn hết lúa từ Ai Cập đem về Cha họ lại bảo Các con hãy trở xuống Và mua một ít lương thực cho chúng ta Nhưng Judah thưa với cha Người ấy đã nghiêm cấm chúng con Nếu em các ngươi không đi theo các ngươi thì các ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp mặt ta nữa nếu cha cho em cùng đi với chúng con chúng con sẽ xuống mua lương thực cho cha và gia đình nhưng nếu cha không cho em đi thì chúng con không xuống đó đâu vì ông ta đã bảo chúng con nếu em các ngươi không xuống đây với các ngươi thì các ngươi sẽ không bao giờ thấy mặt ta nữa tại sao các con khai còn một đứa em nữa mà gây dối cho cha họ đáp Ông ấy cha hỏi chúng con thật kỹ về chúng con và về gia đình ta. Cha các ngươi còn sống không? Các ngươi còn anh em nào nữa không? Chúng con chỉ trả lời câu hỏi của ông ấy. Chúng con đâu có biết ông ấy lại bảo hãy đem em xuống đây. Judah thưa cùng Israel cha mình. Xin cha cho cậu em đi với con. Thì chúng con sẽ ra thì tức khắc. Ngõ hầu chúng ta, tức là cha và con cái chúng ta đều được sống khỏi chết. Chính con xin bảo đảm an toàn cho em. Bản thân con xin chịu trách nhiệm về em trước mặt cha nếu con không đem em nó về cho cha và đặt nó tại đây trước mặt cha thì con xin hứng chịu sự quả trách của cha suốt đời. Thật ra nếu chúng ta không lần nữa thì đã đi và về được hai chuyến rồi. Lúc ấy Israel cha họ mới bảo nếu việc này chẳng đặng đừng Thì các con hãy tạm điều này Hãy mang theo trong bao các vật phẩm cho người ấy Một ít nhũ hương và mật ong Hương liệu và nhựa thơm Hạt rẻ và hạnh nhân Cũng hãy đem theo số bạc gấp đôi số trước Vì các con phải trả lại bạc người ta để trong miệng bao của các con Có lẽ đó là một sự nhầm lẫn Hãy dẫn em các con theo và trở xuống gặp người ấy ngay. Cậu xin đức chúa trời toàn năng cho các con được ơn thương xót trước mặt người ấy để tha đứa con kia và cho Benjamin về với cha. còn phần cha nếu phải mất đi đứa con thì đành phận vậy. Benjamin gặp Joseph. Vậy các anh em đem theo tặng phẩm và số bạc gấp đôi cùng với Benjamin lên đường xuống Ai Cập và yết kiến Joseph. Vừa khi thấy Benjamin xuống với anh em Joseph bảo quản ra. Hãy đưa những người này vào nhà ta, làm thịt một gia súc và dọn bữa ăn, vì trưa nay họ sẽ ăn với ta. Quản gia làm theo mọi điều Joseph đã dặn và đưa các anh em vào nhà joseph thấy mình bị đưa vào nhà joseph các anh em hoảng sợ nghĩ thầm chúng ta bị giải vào đây vì số bạc đã để lại trong bao chúng ta lần thứ nhất ông ấy muốn tấn công chúng ta và đàn áp chúng ta bắt chúng ta làm nô lệ và cướp lừa của chúng ta vậy họ đến gần quản gia của joseph và thưa với ông tại ngoài cửa thưa chúa Chúng tôi đã đến đây lần thứ nhất để mua lương thực. Nhưng khi đến nơi, dừng lại để qua đêm, chúng tôi đã dỡ các bao ra thì thấy số bạc để ở nơi miệng bao mình cân nặng đúng y như cũ. Đây, chúng tôi có mang theo số bạc đó. Chúng tôi cũng mang thêm số bạc để mua lương thực nữa. Không biết ai để số bạc đó trong bao chúng tôi. Quản gia đáp, Mọi việc đều tốt cả Đừng sợ chi Đức Chúa Trời của các anh Và Đức Chúa Trời của thân phụ Các anh đã để bảo vật Trong ba các anh Còn ba các anh Tôi đã nhận đủ Rồi quản gia đưa Simeon Đến cùng anh em Quản gia đưa các anh em vào Nhà Joseph Đem nước cho họ rửa chân Và đem cỏ cho lửa ăn Các anh em sắp xếp tặng phẩm chờ đợi trưa joseph về thì được nghe vì được nghe sẽ phải ăn trưa tại đây khi joseph về đến nhà anh em dâng cho ông các tặng phẩm đó đã đem đến rồi sập mình xuống đất trước mặt ông joseph chào hỏi họ và tiếp vị cha già các ngươi từng nói đến có mạnh khỏe không cụ còn sống không họ đáp kẻ tôi tớ chứa là cha chúng tôi vẫn còn sống và mạnh khỏe họ lại cúi đầu sấp mình xuống đất ngước nhìn joseph joseph thấy benjamin em ruột mình con của mẹ mình liền hỏi đó có phải là người em út mà các ngươi đã nói không ông tiếc con ơi cầu xin đức chúa trời ban ơn cho con khi thấy anh em mình joseph rất cảm động nên vội vã bước ra ngoài tìm chỗ để khóc ông vào phòng riêng để khóc sau khi rửa mặt joseph bước ra tự chủ và ra lệnh dọn ăn đi người ta dọn cho joseph ăn riêng còn các anh em cũng ăn riêng và người ai cập thường ăn thường ăn với joseph cũng ăn riêng nữa vì người ai cập ghê tởm người do thái nên không thể nào ăn chung được các anh em được xếp ngồi trước mặt joseph theo thứ tự tuổi tác từ anh cả đến em út. Họ ngạc nhiên nhìn nhau khi dọn các món ăn bày trước mặt mình cho các anh em. Joseph cho Benjamin nhiều gấp 5 phần của các người khác, vậy họ tiệc tùng ăn uống vui vẻ với Joseph.